Chào các bạn, chào mừng bạn đến với Trạm Vô Vi Radio kỳ số 9, chủ đề Khó khăn trong cuộc sống là điều bình thường. Mọi dòng sông đều uốn khúc, chỉ có các con kênh đào nhân tạo mới thẳng tắp một đường. Tạo hóa đã chế tác nên các con kênh tự nhiên đều uốn lượn như vậy. Vậy tại sao các dòng sông trên thế gian này đều uốn khúc? Các con sông ngoằn ngoèo vốn dĩ là chuyện rất bình thường. Chúng không bao giờ đi thẳng một đường từ thượng nguồn ra tới biển khơi. Trên hành trình dài, chúng sẽ gặp vô số các chướng cản. Có những chướng cản chúng sẽ tự vượt qua. Có những cái không thể đi trực tiếp thì chúng phải đi đường vòng, né qua chỗ này, lượn qua chỗ kia để tránh các vật cản trên con đường hòa vào đại dương mênh mông của chúng. Bắt đầu năm 2020, một trận đại ôn dịch như thách thức cả thế giới loài người. Trước đại dịch, chúng ta có rất nhiều bản kế hoạch và dự định. Nay thì mọi thứ đã thay đổi, các bản kế hoạch cuộc đời đã phải điều chỉnh vì đã không còn phù hợp nữa rồi. Cuộc sống với biết bao nhiêu biến số mà ta không thể định trước được. Các chướng ngại, nó cản trở không cho ta tiến về phía trước. Các khó khăn và thử thách trong cuộc sống này là một điều rất bình thường. Giống như các dòng sông kia, ta không bi quan, không tuyệt vọng. Đó mới chính là thái độ sống đúng đắn. Ta vươn mình nỗ lực để khuất phục gian nan, thử thách và kiên trì để tiến về phía trước giống như dòng sông kia tiến về biển cả mênh mông. Đường đời không hề có con đường dễ dàng hay bằng phẳng. Gian nan thử thách chính là cảnh để giúp ta trưởng thành và tinh tấn. Đó chính là thước đo ý nghĩa của điểm đến cuối cùng. Chỉ cần ta kiên trì vượt gian nan, chúng ta sẽ đến được nơi cần đến. Hành trình vạn dặm cũng phải bắt đầu bằng những bước chân đầu tiên. Để con người có thể đi lên mặt trăng thì đó là một nỗ lực của một tập thể người trong nhiều chục năm qua. Cuộc đời không uốn lượn quanh co mới là một cuộc đời lạ. Sông uốn khúc là điều bình thường. Mọi dòng sông trên thế gian này đều uốn khúc phải không các bạn?